như các bạn nào muốn học thì là đến với ba, cái ba sẽ hỗ trợ hết mình. Em chào chị ạ, chị có thể chào giới thiệu tên, chị đến từ đâu và hiện tại chị là học viên bao lâu tại bếp ba rồi chị? Chị là Ngô Thị Kía, ở Bình Minh. Dạ. Chị học năm 2020. Dạ. Thì hiện tại là mình đã từng học ở bếp ba vào năm 2020. Thì năm nay đã 2022 rồi, là mình đã học 2 năm rồi. Thì sau khi chị quay lại á, chị có cảm nghĩ gì khi mà mình quay lại bếp ba, chị có thể chia sẻ với các bạn không? Chị thấy ở đây bếp ba là dạy nhiệt tình. Với bạn bè đồ cũng học cũng dễ hiểu. Như nước uống đồ đây cũng là ok. Chị, chị có thể chia sẻ một chút là hiện tại mình đang kinh doanh thì cái việc kinh doanh của mình như thế nào chị? Kinh doanh của chị cũng ổn. Cũng gặt nhiều thành công. Thì hiện tại là mình đang kinh doanh ở đâu, chị có thể chia sẻ với các bạn không? Chị kinh doanh ở ngay chợ Bình Minh á. Chợ Bình Minh nha. Rồi thì nếu mà các bạn đang ở gần đó, các bạn có thể đến ủng hộ quán của chị ha. Chị là học viên của bếp ba. Như các bạn nào muốn học thì là đến bếp ba, bếp ba sẽ hỗ trợ hết mình. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Thì thay mặt bếp ba em cũng xin cảm ơn chị là chị sau 2 năm mà chị vẫn quay lại bếp ba để tiếp tục học, để bổ sung kiến thức rồi cập nhật lại những món thức uống mới. Thì em chúc chị là mình sẽ học được nhiều món mới hơn và sau đó mình sẽ về kinh doanh một cách thành công phát đạt hơn ha chị. Rồi, dạ rồi. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị.